quá. Mấy anh chị thấy chỗ này nè, anh Hải chia sẻ thì ở đây nó giống như là một cái lồng của chiếc chuông. Mà nhìn mình nhìn giống thiệt. Bỏ cặp đây, có đèn pin. Đâu có bỏ cái cặp lên rồi. Bỏ cái cặp lên đi vậy. Sao gọi là sông Giang Hà anh? Theo miệng mình cũng có người đi tham quan hành hương á. Dạ. Ta thấy trong loại trong hang có khúc cạn, khúc sâu, cạn, khúc sâu á. Ừ. Như bài ca sông Giang Hà gì đó. Dạ. Ca đó. Đó mà đặt luôn gọi sông Giang Hà. Còn lịch sử ghi lại là hai nước. Bây giờ vô đầu sông trong con tôi biết đi. Dạ. Cái đi này tốt đi tiếp của anh đó. Còn người trên. Cái này là đoạn đầu sông Giang Hà. Đoạn đầu sông đó. Đường này nước cạn này. Là người ta có thể lội vô đây đi được đúng không? Được, bình thường. Anh đi theo hướng nước con chó nè. Dạ. Sẽ đi thẳng vô chỗ một lúc vết núi bên kia luôn. À. Con chó đang đi kìa. Dạ, chút xíu quay ra. Không, thể thấy vậy đó. Mà vô trong nó cũng lớn lắm. Mà mình đi không tắm thì mình phải đi phải khom lưng. Nó có hai bên, hai mé bờ. Dạ. Mà đi sâu không anh? Sâu, nó cũng tương đương như cái hang hồi nãy vậy. Ờ. Mà nó xung quanh là nước không nha. Quanh năm suốt tháng là nước không. Ừ. Không bao giờ cạn nha. Mưa nhiều thì nó lên nhiều, mưa ít thì nó dị. Ờ, có cá luôn kìa. Cá thì nhóc luôn. Hay ha. Rồi, qua đi qua này. Luồn luồn nổi thắt ở trong á, trong lòng núi luôn á. Đó lắm, mà đẹp luôn. Đẹp, hang lên thế rồi. Bây giờ mình sẽ qua hang bên đó anh hai. Dạ, đi hang bên này mình đi dần đi luôn. À, hang này sâu không anh? Dạ. Đang 62 tuổi. Đây là hai ha. Nãy giờ em đi là mỗi hang mỗi cảnh thôi, không có hang nào giống hang nào hết. Cái chân nhỏ xíu ha. Cái hang này là hang khác rồi đó. Khác rồi. À, cuồng cuồng trên. Còn này giống gan chứ mũi tàu vậy nè. Ừ. Tảng đá này nè. Dạ. Yeah. Ở đây nếu mà gắn đèn giao quang giống như là kiến thiết chống động phong nha vậy đó. À. Đẹp lắm. Đây ta vẫn thờ tự ha. Gió ở đây mát thiệt á. Mát. Thôi đá đi ra. Cô bác quý anh chị thấy chỗ này nè, anh Hải chia sẻ thì ở đây nó giống như là một cái lồng của chiếc chuông. Mà nhìn mình nhìn giống thiệt luôn á. À, phải nói là cực kỳ đã ha. Rồi, quá hay. Đúng rồi, cô thêm lộn. Đâu anh? Chữ Tha, bốn chữ liễn bà khắc trên này vậy nè. Chắc anh quay chắc không tới đâu. Bây giờ mình sẽ vô hang này theo chia sẻ của anh Hải nè. Lúc nãy thì mình mới quay cái sông Giang Hà. Hà là sông.
giang là xong chứ. Cái hang này anh Hải nói là không chạy máy phát đèn đó, thì khó quay lắm. Trúng đá. Trúng đá không có sao. Cagerman bị trúng đá. Mấy mùa nước lũ gì vậy đó. Rồi gác nó trôi vô đây nè, xuống như đánh đá lên nhìn nè. Ờ. Cẩm thạch ha. Ừ. Đá quý ha. Đá này là đá từ nơi khác trôi về anh hả? Này không biết, tội quá, tự nhiên trong hang nó nằm gì rồi sẵn nè. Cô bác quý anh chị thấy không? Đó, nhìn nó rất lạ ha. Cái màu này gọi là màu cẩm thạch luôn á. Ở đây em thấy hình như là có một cái dấu hiệu là đục đẽo ở đây anh. Dạ, có khi người ta thấy đẹp rồi người ta xin đem về. Ta làm cái này làm cái kia. Ờ, làm mất. Làm mất đi cái vẻ mỹ quan của nó ha. Đây nữa nè, đây cũng đá cẩm thạch nè. Ồ. Đây này thôi. Đây là một cái hốc đá cẩm thạch luôn á. Quá, cái màu này là một cái màu hồng. Ừ. Màu hồng rất đẹp. Cô bác quý anh chị thấy là chắc có lẽ là rất là nhiều đoàn hành hương ở đây. Người ta thấy có sự đục đẽo ở đây nè, làm cho cái sự tạo hóa của thiên nhiên nó mất đi cái vẻ hoang sơ của nó. Dấu cắt rõ ràng nè. Không ai cắt đâu. Đâu có điện, đâu có máy đâu để cắt được. Người ta đục gì á? À. Đây trong đây cũng lá cũng đẹp thế này. Ở đây là người ta gọi là cái hang cẩm thạch luôn hả? Ừ. Mỗi hang cũng như là mỗi cảnh luôn á. Ừ. Hang này thì thấy đá gì, hang kia thấy đá khác không? Dạ. Quay vô trong sao? Đâu để em vô trong được không? Được, anh cứ bò không ăn cho nó được. Có đèn không? Có đèn, em có đèn. Đừng bỏ bên ngoài. Có micro không sao? Ở đây vẫn còn rất là sâu anh Hải. Dạ, yeah, sâu luôn luôn tới nhà em đến được. Ờ, cái hang này hả? Anh có đi đường này không anh Hải? Có. Cái hang đường này với lại cái hang đường kia là đường nào hay hơn? Bây giờ đi đường này là chỗ đi tới nhà mình là xong rồi. Ừ. Mà nó sâu không? Sâu. Em muốn đi về đi vậy. Còn đường bên kia? Bên kia thì mình đi ở ngoài dòng vô chỉ đi về thôi, còn này đi trong nội thất hết luôn. Ờ à, thôi bây giờ mình đi trong đây đi anh Hải ha. Rồi. Rồi anh đi trước đi, hướng dẫn em. Rồi. Dạ. Bây giờ mình đợi anh Hải. Mà vô đây thì nó cũng khó quay. Em vô trước hay sao? Đi được đi, em chỉ đường đi cho. Đi tới đi. Về không hả? Đưa anh. Rồi về bên phải đi. Bên phải, bên phải. Được không? Qua đây hả anh Hải? Qua trái không phải anh? Bên đây nè. Bên đây hả? Bên đây có cái đá nhỏ chung qua nè. Ồ. Qua nó lấy được cái này. Đưa máy đây. Rồi qua đi. Trời, em biết lận. Như cái độ sâu này khoảng bao nhiêu mét anh hay? Không độ trình được, theo ở ngoài thì mình ngắm trình. Hôm nay mình không ngắm trình được. Cagerman chui được không? Được, được. Thôi. Qua đây là nó rộng hơn em. Rộng chưa? Gồng rồi, thoáng rồi. Đây, cầm. Đợi anh Hải lên đi. Cô bác của anh chị, anh Hải đang ở dưới kìa. Đây nè, sáng. À, sáng. Chưa đây mới thấy được cái sự hùng vĩ của thiên nhiên ha.
còn những cái nơi, những cái hang nó có tạo hóa khác nhau. Và rồi đi qua đây, bò qua đây đi. Lên đây anh. Qua đây nè. À, anh đi trước đi. Cậu mày đi được không, thở chưa? Được không? Từ từ. Được không? Được. À, khó đi. Con này dễ đi rồi. Ở đây bắt đầu thoáng rồi ha. Rộng rồi đó. Dạ. Không phải là dân địa phương thì không bao giờ đi được. À, giống như có này nè. Hai này phải che và chữa này nè. Ở đây người ta vẫn đem cơm hộp với gì ta? Bay vô á. Bay vô hả? Bọc hang này trên nó còn lùn lùn. Không thấy xung quanh này đẹp nè. Đây là gì? Đây nè. Bên nè. Bên đây nè sẵn. Đây. Đúng là một cái ngách nhỏ đằng kia thôi, nhưng mà mình có người khám phá ra cái việc mà mình đi nó sẽ vững lòng tin hơn tí xíu. Còn cái đường này luôn luôn lên tới đến xuống cái luôn nè. Dạ hả? Mình đeo chèo thì sao nó khó với ba anh đây. Dạ. Đường này hả? Ừ. Còn muốn đi ra đường này. Ra gần hay xa anh? Gần. Muốn leo lên thì leo. Bên núi mình leo lên không được đâu. Leo chỗ lên thì không có leo được. Mình thấy ánh sáng trên thông xuống rồi. Ờ à, đi. Mình đi theo hướng đó đi. Rồi. Dạ anh đi trước đi. Bỏ lên núi đi. Bỏ dép tay anh nè. Bỏ dép thì vậy là leo bám. Anh leo lên trước nha xanh. Nhưng mà nó có vách nó cao không anh hải? Cũng dài lại cũng dễ đi đó. Rồi nó đi. Dạ. Nhúng cái cặp, bỏ cái cặp đây đi. Bỏ cặp đây có đèn pin. Đâu có bỏ cái cặp lo được rồi. Bỏ cái cặp đây đi vậy. Chưa đợi. Để anh rút cái cặp lại. Tắt máy đi, tắt máy anh rút cái cặp lại. Cầm mấy cầm này đèn gọi lên đưa anh cầm cái máy đây gọi xuống đây cầm ôi nghe tiếng chuông á này hay ha cô quá quý thầy. Chỉ có anh Hải mới phát hiện được rồi. Thấy không cân? Cái hàng nó luồn luồn tới trên nhà trắng luôn nè. Dạ. Giờ cũng đi không mà tới đây thôi. Hàng trên đó thấy cái dốc cao quá ha anh. Ừ. Còn hơi lên trên này nghe mấy tiếng đờn trên này cũng có tiếng đờn nữa nè. Tiếng đờn không? Tới đây thôi quay xuống rồi. À tới đây rồi. Ờ, giống như tiếng đờn ta lưng của người Khmer á. Nè, cưng cầm anh ơi.
Ô tảng đá này hình hình đẹp quá anh này. Ồ, tiếng này khác nhau nè. Khác nhau hoàn toàn ha. Nè. Lên đây mới thấy được cái sự kỳ vĩ rồi đó. Nhờ hướng cảm ơn anh Hải rất là nhiều. Yeah. Nhờ có anh thì hướng dẫn em mới đi được biết đến những cái hang huyền bí nó như thế này. Và đặc biệt là đi xuống luôn. Đi xuống luôn cũng được nữa anh. Xuống luôn nha. Dạ. Yeah. Gọi qua dắt bên kia kìa. Nhìn dắt bên kia đẹp ghê không? Cái máy quay. Đây. Nè, sao? Còn sâu ở trên nữa kìa. Kỳ vĩ ghê. Ồ cái dắt cái ba cái tảng đá đó đó. Nhìn đẹp quá anh Hải. Ừ, ngộ. Ngộ ha. Sẽ. Ừ. Đó giống như có cái máy cắt cắt á. Ừ. Ok. Đây. Ủa cái máy anh hết pin hay gì vậy? Hết pin hả? Được. Rồi. Từ này cũng có vỏ sò nó đóng đi xuống đi. Chưa, máy hết pin nè. Chờ đến đi lấy cái cục sạc dự phòng. Nghe tầm mấy. Trong núi không có vô sò nữa anh em. Không lý. Anh Hải gọi vô đây giùm em cái. Rồi được rồi. Cái núi này là do vỏ sò nè. Bấm máy quay chưa? Do vỏ sò nè. Chắc có thể là do sự nâng lên nè. Hạ xuống cổ để chắc á. Rồi, xuống từ từ nha. Dạ. Trên kia còn sâu nữa. Quay anh nè, quay. Cảm ơn các bạn. Nhìn thấy nó đứng quá, cũng ra đi quá phải không? Cầm này giùm anh, đứng trên đây cầm giùm. Cục sạc luôn. Đi với em đi vậy nè, đạp dò trên đây vậy nè, lần cái lưng á, như lưng đi vậy. Lưng theo hả? An toàn dễ đi. Đây tới anh. Đây đây. Được không? Đưa máy quay đây. Đưa máy quay đây. Anh quay, đưa máy quay đây, quay. Được không? Xong đi, ông đi thế khó vậy? Ép người xuống. Ép người xuống bên đó. Tiếp trong. Ở trong. Trong này không? Ừ. Xuống từ trong. Cầm xăng. Có cái bệnh nó hơi khó. Gọi dưới này giùm anh. Có cái bệnh không? Lần thấy bộ còn dễ hơn lên xuống á anh hả? Bình thường. Chở mình rửa lên lần lần. Rồi, giúp qua nó lấy nha. Dạ. Chưa. Dạ. Còn quay không? Còn. Chưa.
được không? Tôi bước xuống thấy nhẹ nhàng, không bước thấy cực chưa? Rồi, tao em đi ra nghe. Dạ. Chỗ có ngoài luôn á. Dép sắt. Rồi, cái gì chưa có bò một chút nè. Quay gì thì quay máy xuống dưới cắt chết luôn á. Quay máy quay, cố gắng cầm cho đứng nha. Dễ đi nha. À, được. Được không? Được. Rồi bỏ qua đây đi xuống này nè, dễ đi. Dạ. Leo thấy anh đang mặt dài, em leo khó khăn quá. Dạ. Nè, thấy không? Đây chỗ ăn trước luôn nè. À. Nhưng mà đó cái đều bò hết hả? Nên cho anh đi bỏ đó, cái này đi con con dễ đi. Dạ. Được không sao? Được không? Ok. Quay lại. Quầy thấy làm sao? Ồ, đây giống như là một cái xương sườn vậy đó. Giống như một lồng ha. Nhìn thấy nó kỳ vĩ vĩ lên. Cái này nè. Sau khi mà chui cái hang này á, mình phát hiện được hai điều kỳ dị. Một á là cái chỗ khối đá cẩm thạch đằng kia. Hai là cái tiếng đờn ở gần cái viện hang. Dạ. Thôi. Vậy là xong kết thúc hành trình hả nãy. Dạ. Cô bác của anh chị, hôm nay thì khám phá hang động núi Mô So. Mô So thì có nghĩa tên người Khmer có nghĩa là núi đá trắng, đá voi. Và hôm nay thì cũng nhờ được anh Hải hướng dẫn đi, mặc dù là có khó khăn vất vả nhưng mà vô đây là một điều hứng thú đúng không sao? Theo Kagerman cảm nhận thấy sao? Đi nó mệt nhưng mà khám phá thấy nó vui. Rồi, thôi chào cô bác quý anh chị và hẹn gặp lại ở video clip sau. Rất mong cô bác quý anh chị ủng hộ hành trình của mình nha.